đang theo dõi chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Thưa quý vị, thì mấy ngày nay tâm điểm của cả nước đang hướng về tiểu bang Georgia, nơi tôi sinh sống. Chưa bao giờ mà tôi cảm thấy tiểu bang này nó đặc biệt như vậy kể từ ngày Thế vận hội năm 1996 được diễn ra ở thành phố Atlanta, Georgia. Vì sao chuyện gì hot? Là vì thống đốc tiểu bang Georgia vào hôm thứ Hai tuần này đã tuyên bố sẽ cho các business mở cửa lại vào ngày mai, ngày 24 tháng 4. Trong số những business đó lại có những business không cần thiết vẫn được mở cửa như là spa nè, hair salon nè, nail salon nè, hay là những cái chỗ chơi bowling cũng như là những cái chỗ mà xăm người, tattoo. Tới thời điểm ngày hôm nay thì là ngày 23 tháng 4 thì ở tiểu bang Georgia đã có 21.102 trường hợp bị nhiễm bệnh cũng như là 846 người đã chết vì căn bệnh COVID-19 này. Tuần trước thì thống đốc tiểu bang Texas cũng đã dự định chọn ngày 27 tháng 4 để mở cửa lại kinh tế của tiểu bang này. Nhưng nay có thể Georgia sẽ là tiểu bang đầu tiên tuyên bố mở cửa sớm nhất nếu tôi không lầm. Thì sự quyết định này đã dấy lên một cái sự ngạc nhiên của thị trưởng thành phố lớn nhất của tiểu bang Georgia, đó là Atlanta, là bà Keisha Lance Bottoms. Thì ngày hôm nay tôi đặt cái tiêu đề của tôi với cái chủ đề mà cái bài báo hôm nay nó cũng hơi vui vui một chút xíu, là ba muốn mẹ không cho rồi ông lại phản đối ha. Thì lát nữa tôi sẽ nói thêm về cái tiêu đề mà ngày hôm nay tôi đặt nha quý vị. Còn bây giờ thì phải nói về là cái vụ việc này. Thị trưởng Atlanta nói rằng việc mở lại nhà nước của thống đốc Georgia sẽ là rất nguy hiểm. Thị trưởng Atlanta là bà Keisha Lance Bottoms hôm thứ Tư đã bày tỏ sự không đồng tình với quyết định mở cửa lại của tiểu bang Georgia của ông thống đốc Georgia Brian Kemp, tuyên bố nó sẽ gây chết người cho nhiều người trong cộng đồng của bà. Điều này làm tôi lo ngại sâu sắc rằng chúng ta vẫn đang nhìn thấy một xu hướng tăng lên trong tiểu bang của chúng tôi và chúng tôi đang gấp rút mở lại các doanh nghiệp. Những gì tôi đã nói là tôi hy vọng thống đốc là đúng và tôi sai, bởi vì nếu ông sai thì nhiều người sẽ chết, bà đã nói trên CBSN. Thống đốc Kemp đã công bố kế hoạch vào thứ Hai để khởi động lại nền kinh tế của tiểu bang Georgia trước cuối tuần này, nói rằng nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa để giảm thiểu sự lây lan của coronavirus, có thể mở cửa trở lại vào thứ Sáu ngày 24 tháng 4. Thời gian biểu sẽ cho phép các phòng tập thể dục, tiệm làm tóc, sân chơi bowling, tiệm nail cũng như là tiệm xăm hình mở cửa trở lại, miễn là chủ business tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt về xã hội và vệ sinh. Thủ tục y tế tự chọn cũng sẽ tiếp tục. Vào thứ Hai ngày 27 tháng 4 thì các rạp chiếu phim có thể tiếp tục bán vé và các nhà hàng giới hạn đơn đặt hàng mang đi có thể quay trở lại dịch vụ ăn tối hạn chế. Tính đến ngày thứ Tư, Georgia đã có 836 trường hợp tử vong do coronavirus, 84 trong đó đã được báo cáo tại quận hạt Fulton của Atlanta, theo Bộ Y tế Công cộng Georgia vừa cho hay. Bà Bottoms cho biết, bà hiểu được động lực để khởi động lại nền kinh tế, nhưng tin rằng chính phủ thay vào đó nên tập trung vào việc đưa ra các đơn đặt hàng tại nhà ngon miệng hơn cho mọi người. Bà nêu tên loại bỏ những trở ngại đối với những khoản vay của doanh nghiệp nhỏ, tránh bị trục xuất và đình chỉ thanh toán hóa đơn, vì một số cách mà các nhà lãnh đạo có thể giúp đỡ cư dân trong khi bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bà Bottoms cho biết, ông Kemp đã không nói chuyện với bà hoặc các thị trưởng khác trong bang trước khi tuyên bố của ông, nhưng cho biết hai nhà lãnh đạo có kế hoạch nói chuyện vào cuối tuần này. Tôi hiểu rằng thống đốc muốn nền kinh tế được di chuyển trở lại, nhưng nền kinh tế là điều liên quan đến những người trong số những người sống. Nếu cộng đồng của chúng ta đang chết dần và các bệnh viện của chúng ta bị tràn ngập và vượt quá khả năng như chúng ta đã thấy ở các thành phố khác, thì nền kinh tế sẽ là mối quan tâm ít nhất của chúng ta. Là một phần của những hướng dẫn an toàn mở lại của tiểu bang, nhân viên thẩm mỹ được yêu cầu phải đeo thiết bị bảo vệ cá nhân và có thể xem xét việc cung cấp mặt nạ và PPE khác cho khách hàng. Họ cũng được yêu cầu khử trùng hoặc vứt bỏ đồ và rửa tay giữa các khách hàng. Thị trưởng Bottoms nói rằng, cô chưa bao giờ thấy ai làm tóc cho một người đứng cách họ 6 feet. Tôi nghĩ nó thật lố bịch. Thị trưởng gọi các hướng dẫn của PPE là vô nghĩa, lưu ý rằng cô ấy đã đấu tranh để bảo đảm PPE cho các nhân viên vệ sinh của thành phố Atlanta. Vì vậy mà bây giờ bạn đang mong đợi thợ cắt tóc đi ra ngoài và cạnh tranh trong một thị trường mở cho mặt nạ cho mọi khách hàng đến hay sao? Đừng nghe tôi, đừng nghe thống đốc, đừng nghe tổng thống. Bà Bottoms đã nói, hãy lắng nghe các nhà khoa học, lắng nghe các chuyên viên y tế cộng đồng, lắng nghe những người đàn ông và phụ nữ đang ở bệnh viện của chúng ta ngày này qua ngày khác. Họ đang nói gì đây? Thống đốc Cộng hòa tiểu bang Georgia là Brian Kemp đã nhận được rất nhiều chú ý vì quyết định gây tranh cãi sâu sắc của ông để bắt đầu mở lại nhà nước vào ngày thứ Sáu. Ông cho rằng Tổng thống Donald Trump, một đồng minh quan trọng mà ông Kemp đã đưa ra những dấu hiệu của ông về cách đối phó với virus, đứng về phía ông. Vâng, không nhiều lắm. Đây là Tổng thống Trump vào tối ngày thứ Tư. Theo một nguồn tin thì đã gọi cho Kemp để bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định mở cửa trở lại. Tôi đã nói với Thống đốc bang Georgia Brian Kemp rằng tôi không đồng ý mạnh mẽ với quyết định của ông về việc mở một số cơ sở vi phạm các hướng dẫn giai đoạn 1 cho người dân Georgia tuyệt vời. Họ là những người quá tuyệt vời. Tôi yêu những người đó. Họ thật tuyệt. Họ mạnh mẽ và kiên quyết. Nhưng đồng thời anh ta phải làm những gì anh ta cho là đúng. Tôi muốn anh ấy làm những gì anh ấy nghĩ là đúng. Nhưng tôi không đồng ý với anh ấy về những gì anh ấy đang làm. Nhưng tôi muốn để cho các thống đốc làm. Bây giờ, nếu tôi thấy một cái gì đó hoàn toàn nghiêm trọng, hoàn toàn không phù hợp, tôi sẽ làm. Nhưng tôi nghĩ các spa và thẩm mỹ viện và tiệm xăm hay tiệm hớt tóc ở giai đoạn 1, chúng ta sẽ có giai đoạn 2 rất sớm, chỉ là quá sớm mà thôi. Tôi nghĩ rằng nó quá sớm và tôi yêu mọi người. Tôi yêu những người sử dụng tất cả những thứ đó, spa, tiệm làm đẹp, tiệm hớt tóc, tiệm xăm. Tôi yêu họ, nhưng họ có thể chờ thêm một chút nữa, không lâu đâu. Bởi vì sự an toàn phải chiếm ưu thế. Chúng ta phải có điều đó. Vì vậy, tôi đã nói với thống đốc rất đơn giản rằng tôi không đồng ý với quyết định của anh ấy, nhưng anh ấy phải làm những gì anh ấy nghĩ là đúng. Cách đây vài tiếng thì theo thông báo của NPR thì thống đốc bang Georgia là ông Brian Kemp không hề nao núng trước những chỉ trích của Tổng thống Trump về động thái mở lại một số doanh nghiệp không quan trọng. Ông khẳng định sẽ tiến lên phía trước với kế hoạch khởi động nền kinh tế sớm nhất vào ngày mai thứ Sáu. Thống đốc cho biết vào tối thứ Tư rằng ông dự định khởi động lại các doanh nghiệp bị đóng cửa vì hoạt động hạn chế trước khi lệnh stay at home ở nhà của tiểu bang được dỡ bỏ vào ngày 30 tháng 4 này. Kemp được thiết lập để cho phép một loạt các doanh nghiệp mở cửa vào thứ Sáu trên cơ sở hạn chế, chẳng hạn như phòng tập thể dục, cửa hàng xăm và tiệm làm tóc, làm nail, các spa. Các nhà hát được phép mở cửa vào thứ Hai, tuân theo một số hạn chế và nhà hàng sẽ được phép mở cho khách hàng ăn tối cùng ngày. Các tổ chức tôn giáo có thể tổ chức các service theo cách thức social distancing nghiêm ngặt. Bước đo tiếp theo của chúng tôi được thúc đẩy bởi dữ liệu và được hướng dẫn bởi các cơ quan y tế cộng đồng tiểu bang. Kemp viết trên một tweet, chúng tôi sẽ tiếp tục với phương pháp này để bảo vệ cuộc sống, sinh kế của tất cả các người ở tiểu bang Georgia. Thưa quý vị, thì nói đến đây chắc hẳn là quý vị cũng đã hiểu được tại sao tiêu đề của tôi ngày hôm nay là như thế, đúng không? Theo ý kiến cá nhân của tôi thì nếu nhìn lại thì tôi cảm thấy vấn đề này như là một câu chuyện xoay quanh nội dung của gia đình mà thôi. Ba thì muốn cho con đi chơi nhưng là mẹ lại không đồng ý, rồi đến ông nội phản đối vì không được đi chơi quá sớm, bị sợ là bị lây bệnh đó. Mỗi người thì mỗi ý, nên chỉ có chúng ta mới biết được chúng ta cần gì và muốn gì. Và nhớ nha, khi mà ta cần gì và muốn gì không nên làm ảnh hưởng đến xã hội, và đặc biệt trong cái thời buổi hiện nay, chúng ta muốn là bảo toàn sinh mạng chúng ta để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi cơn đại dịch này trôi qua. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi bản tin này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện Gì Hot kỳ sau. Và nhớ nhé, nếu chưa đăng ký hãy bấm subscribe kênh của MC Khánh Linh USA và like cái video này để tôi biết là các bạn yêu thích và tôi sẽ tiếp tục làm thêm những video khác nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.